An empty street, an empty house, a hole inside my heart. I'm all alone, the rooms are getting smaller. I wonder how, I wonder why, I wonder where they are. The days we had, the songs we sang together, oh yeah. And all my life, I'm holding on forever, reaching for a love that seems so far. So I say a little prayer, and hope my dreams will take me there. From thinking, oh no. I wonder how, I wonder why, I wonder where they are. The days we had, the songs we sang together. Tay đan tay nhịp
chim kia nhịp cánh trên mây ngàn, đôi tim con hoa cúc hát huy hoàng, trọn đời yêu nhau dù bao gian khó, có mẹ đừng lo. Đặc biệt là xin cho họ trở thành những tế bào sống động trong xã hội, trở thành một giáo hội thu nhỏ tại gia để lập trình cho Chúa và bảo tin mừng của Chúa cho con loài người. Trong tâm tình đó, giờ đây chúng ta bước vào thành lễ. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Ngài là sự hồ có nam có nữ, Thiên Chúa
Thank you.
Feel how much you love me, and it just blows me away. I've never been this close to anyone or anything. I can hear your thoughts, I can see your dreams. I don't know how you do what you do. I'm so in love with you, it just keeps getting better. I wanna spend the rest of my life with you by my side, forever and ever. Every little thing that you do, baby, I'm amazed by you. Your kiss, the way you whisper in the dark, your hair all around me, baby, you surround me, touch every place in my heart. We'll be right back.
I'm amazed by. Chập chờn đàn chim non véo von ngọn tre lăn màu son sao màu vàng ơi bà con đến xem mùa cưới chân hai cong tay dù hồng dù thật lâu mới thấy được một ngày vui ô sáng hôm nay quê tôi ra xem cô dâu con y chang mi miều cô dâu non nhà ai có ông dề quý chà nhà ai có cô dâu hiền ồ ngô thay có con lợn quay xôi đầy mâm cô đầy buồng đây nguồn vui hiếm hoi ngày cưới trông thật hay trông buồn cười ra mà xem mới thấy được cả niềm vui chúng mình đã tính sao chưa em ơi người tình tôi ơi em ơi xem người ta họ cưới nhau rồi em ơi người tình tôi ơi em ơi chuyện chúng mình cũng tính đi thôi.
thường nói miếng trầu là đầu câu chuyện. Hôm nay đây cô dâu và chú rể cũng như đại gia đình nhà trai đã chuẩn bị những miếng trầu duyên của cô dâu chú rể mà được các bạn lễ tân đang đứng ở trên sân khấu này. Và đề nghị ảnh viên áo cưới phim trường Thanh Bình hướng ống kính về sân khấu để ghi lại những hình ảnh, những khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày cưới cô dâu chú rể hôm nay. Rất cảm ơn các bạn và mời các bạn về tại bàn tiệc đặt những món quà đặc biệt ý nghĩa của cô dâu chú rể trên bàn tiệc. Và cảm ơn các bạn một lần nữa. Xin cảm ơn. Xin mời. Và xin được hân hoan chào đón toàn thể quý vị khách quý. Hân hoan chào đón quý quan viên hai họ, hai gia đình cùng toàn thể hôn trường tới dự đại lễ thành hôn của đôi bạn trẻ Đình Duy, Sánh Duyên cùng cô dâu Hoài Thu trong buổi trưa hôm nay. Và lời đầu tiên cho phép tôi được thay mặt cho câu lạc bộ Tân Minh xin được kính chúc quý quan viên hai họ, những bậc sinh thành ra cô dâu chú rể, các vị khách quý cùng toàn thể hôn trường một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính thưa quan viên hai họ, kính thưa toàn thể hôn trường, viết về đề tài tình yêu và hạnh phúc thì chỉ có dân ca ví dặm mới viết hết được. Dân ca Nghệ Tĩnh có viết rằng: chàng ơi cho thiếp theo cùng, đói no thiếp chịu, vui buồn có đôi. Và cũng có thể nói rằng: nghe tin anh đau đầu chưa khá, em băng ngàn bẻ lá về sông, ước mần răng cho đấy vợ đó chồng, đổ mồ hôi em quạt, ngọn gió lồng em che. Kính thưa các vị khách quý cùng toàn thể hôn trường, giây phút mà tất cả các vị khách quý, giây phút mà quý quan viên hai họ, hai gia đình, và đặc biệt giây phút mà đôi uyên ương Đình Duy và Hoài Thu nóng lòng chờ đợi, khát khao chờ đợi từ bao lâu nay, nay đã trở thành hiện thực khi mà đôi bạn trẻ Đình Duy và Hoài Thu đã cập bến về đến đích, về đến bến bờ hạnh phúc trăm năm của mình. Kính thưa các vị khách quý cùng toàn thể hôn trường, chúng ta bắt đầu câu chuyện về tình yêu và hạnh phúc của hai em. Tình yêu đó là gì? Là một chủ đề dài vô tận, là phép màu kỳ diệu đã gắn kết hai nửa trái tim thành cùng một hơi thở, thành cùng một nhịp đập. Tạo hóa đã ban tặng cho mỗi một con người chúng ta có một trái tim, nhưng chỉ có một nửa yêu thương. Mình phải đi tìm một nửa yêu thương nơi trái tim mình có. Cũng giống như tình yêu của hai em Đình Duy và Hoài Thu, họ yêu nhau từ lần đầu tiên gặp gỡ cho đến hôm nay, trải qua một quá trình dài tìm hiểu và yêu nhau, được sự yêu thương của bố mẹ hai bên, trong vòng tay yêu thương của hai dòng tộc, và đặc biệt trong sự dày công vun đắp của các bạn nam thanh nữ tú có mặt trong hôn trường hôm nay, đã dày công vun vén vun sới cho tình yêu của đôi bạn trẻ được đâm chồi nảy lộc và nở hoa kết trái. Và cũng giây phút này đây, hai em đã tìm được cái nửa của đời nhau. Hai em Duy và Thu đã nên duyên chồng vợ, họ nguyện treo lái con tàu tình yêu của mình về đến bến bờ hạnh phúc trăm năm. Đôi bạn trẻ Đình Duy và Hoài Thu thân mến, cũng chính vì tình cảm và hạnh phúc của hai em mà nguyên do đầu tiên dẫn đến toàn thể quý quan viên hai họ, hai gia đình cùng các bạn trẻ chúng ta tề tựu về tại nơi đây. Chắc chắn rằng mỗi một người chúng ta ngồi đây, mỗi một quan khách chúng ta ngồi đây vẫn còn lắng lại một điều gì đó mà không bao giờ lãng quên được. Để cảm ơn và ghi nhận tình cảm của tất cả quý vị, và hơn thế nữa, như câu nói ngàn đời nay của ông cha ta đó là gì? Đó là lời chào của hai em sẽ cao hơn mâm cỗ. Đúng giây phút này, xin kính mời cô dâu và chú rể cùng cúi đầu kính chào và cảm ơn toàn thể hôn trường. Xin mời hai em một tràng pháo tay rất lớn nữa được không ạ? Có thể lớn hơn một chút nữa được không ạ? Rất là tuyệt vời. Xin cảm ơn tràng pháo tay của quý vị đã dành cho cô dâu và chú rể. Xin cảm ơn hai em. Thay mặt cho những người làm chương trình trưa hôm nay, thay mặt cho câu lạc bộ Tân Minh, xin kính chúc cho tình yêu của hai em được mãi mãi xanh tươi, hạnh phúc của hai em được mãi mãi trường tồn. Chúc cho hai em trăm năm gắn kết vững bền bên nhau. Xin cảm ơn hai em rất nhiều. Kính thưa các vị khách quý cùng toàn thể hôn trường, có thể nói rằng một năm chúng ta khởi đầu từ một mùa xuân sắc đẹp. Cuộc đời bắt đầu từ tuổi trẻ,
tình yêu bắt đầu từ đôi mắt và ngày mai sẽ bắt đầu từ hôm nay. Kính thưa quý vị, hôm nay ngày 12 tháng 5 năm 2016 cũng nhằm vào ngày 6 tháng 4 năm Bính Thân, một ngày lành tháng tốt được sự tác hợp của hai bên gia đình, hai dòng tộc, đặc biệt được sự cho phép của cha quản sứ cho phép hai em Đình Duy, Hoài Thu làm lễ thành hôn. Thật bây giờ mới thấy đây mà lòng đã chắc những ngày 1, 2. Cho phép tôi được mạo muội kính truyền lời cảm ơn của cô dâu chú rể. Xin trân trọng cảm ơn và ghi nhận tình cảm của các vị khách quý, bạn bè nam nữ thanh niên gần xa đã dành lại tình cảm có mặt đông đủ về tại nơi đây để chúc cho cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc vững bền bên nhau. Và kính thưa quý vị, có lẽ không có niềm vui nào bằng lúc này đây thì những nụ cười đang hé nở trên những bậc làm cha làm mẹ. Trước sự chứng kiến của hai con đã khôn lớn trưởng thành, hai con đã yên bề gia thất, và trong giây phút hân hoan này, cho phép tôi được trịnh trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu một vị đại diện cho gia đình nhà trai có đôi lời phát biểu cảm tưởng trước quan viên nhà gái và trước toàn thể hôn trường. Xin trân trọng kính mời. Thưa quý nhân dân này cùng toàn thể khách quý, kính thưa tất cả các bạn nam nữ thanh niên, thật là hạnh phúc cho đôi lứa hôm nay. Trước hết tôi xin được tự giới thiệu về bản thân mình. Tôi được rất được hân hạnh và rất cảm ơn Tạo Hóa đã ban tặng cho anh em chúng tôi gặp nhau. Thế là nguyên nhân là chúng tôi là ở giáo xứ Cửa Sót, Thạch Kim, Lộc Hà Tĩnh. Thì hiện nay là bên nội tộc của chúng tôi là ở Cửa Sót. Thì làm tải qua các cố trước đây Thảo Tha Rào Thảo Địa là các cố lập nghiệp ở giáo xứ Quý Hòa hôm nay. Thì bản thân tộc trưởng là ở Quý Hòa, là ở là Trung Nghĩa, Cửa Sót. Thì hôm nay là tôi là được hân hạnh là được ưu tiên đến với quý vị trong hoan trường hôm nay. Với lời cảm ơn sâu sắc nhất, trước hết cho phép tôi gửi đến lời chào trân trọng đến quý vị đại biểu, quý ân nhân thân nhân này cùng tất cả bạn trẻ nam nữ thanh niên, một lời chào hạnh phúc và bình an trong tay Chúa và mẹ Maria. Và sau đây tôi cũng xin chúc cho hai cháu một hạnh phúc trăm năm bền vững theo gương thánh mẫu gia đình Nazareth. Nguyện xin mẹ Maria trong tiệc cưới Cana xưa xin chúc cho hai cháu tràn đầy ơn Chúa trong lời khẩn cầu của mẹ cũng như là thánh cả Giuse và Đức Giêsu Kitô, và chúc hai cháu trăm năm mãi vững hạnh phúc và thể hiện lời chúc mừng của quý vị ngày hôm nay. Không quản là nắng nóng đã đến đây vì tình thương yêu vun trồng hạnh phúc cho đôi uyên ương hai cháu hôm nay. Thì rất là cảm ơn quý vị và chúc hai cháu tràn đầy hạnh phúc, tràn đầy ơn thánh thiện và thắt chặt tình hạnh phúc bên nhau. Và sự gì Thiên Chúa đã ràng buộc vì loài người cấm được phân ly. Và trước tình thương yêu đó thì họ đổi cũng có một chút món quà xin gửi tặng hai cháu trong ngày hôm nay. Và trước hết thì sau đó thì xin có một bài hát. Tuy nhiên là hôm nay tôi thì cũng là U60 rồi, nhưng mà với tình hạnh phúc của hai cháu hôm nay thì xin hát một bài của nhạc sĩ Phó Đức Phương, Hồ Trên Núi. Núi
cho đứng chạy nhìn theo bác ơi thiên về bên núi ơi á ga nặng núi này nhớ ga nặng núi này nhớ trên đây đó trên đây kính chúc các trường được sức khỏe của em. Có lẽ cho tôi được xin toàn thể quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn dành cho đại gia đình nhà Tai được không ạ? Cảm ơn tràng pháo tay của quý vị rất nhiều. Xin cảm ơn ý kiến phát biểu. Và đặc biệt là cảm ơn ca khúc Hồ Trên Núi, một sáng tác của nhạc sĩ Phó Đức Phương mà bác là người đại diện cho gia đình nhà Tai gửi tặng cho tất cả quý vị có mặt trong hội trường hôm nay. Và kính thưa quý vị, vừa rồi đó là lời cảm ơn chân tình, tha thiết, thân mật của đại gia đình nhà Tai dành cho gia đình nhà gái và cùng toàn thể hội trường. Và để đáp lại đại gia đình họ nhà Tai thì đúng lúc này đây cho tôi được kính mời một vị đại diện cho gia đình nhà gái lên sân khấu cũng có đôi lời phát biểu cảm tưởng trước quan viên họ nhà Tai và trước toàn thể hội trường. Xin trân trọng kính mời. Hôm nay là ngày vui của hai cháu thì bên họ nhà gái tôi cũng có vài lời cho cái kính kính chúc hai họ kính trước ban tổ chức cùng các bạn nam nữ thanh niên gần xa đã về đây cùng chung vui với hai cháu. Trước hết xin hôm nay là tiếp đón sự tiếp đón đông nhiệt của họ nhà nội Hà Nội, họ nhà Tai và họ nhà gái kính cảm ơn sự tiếp đón đông nhiệt của họ nhà Tai đã tiếp đón rất tốt đẹp. Và cũng xin giới thiệu là hôm nay thì ngày vui của hạnh phúc của hai cháu, thì hai cháu thì họ nhà gái thì cũng trừ mà nói năng thì cũng kém cỏi chứ không được cho năng nổ, nhưng mà cũng gửi gắm vài lời, thì cũng trở thành là gửi gắm cho họ nhà trai là vì tuổi thì vẫn còn ngây thơ, hiện nay là gửi gắm lại cho nhà trai thì mọi sự như ông nội ba, ông ba ông nội, rồi anh em cùng bạc cả ó các trường thì giúp đỡ cho cháu có nhiều lúc là vẫn còn thiếu thốn vì tuổi cả cái con nó ngày xưa nên là mọi sự đều thông cảm giúp đỡ. Và cùng sau cùng thì cùng xin chúc cho hai cháu một cuộc sống trăm năm hạnh phúc, và cùng xin cho các hai họ cũng như các bạn nam nữ thanh niên gần xa cả về họp cùng họp về đây để cùng chung vui với hai cháu, thì chúng tôi đến đây xin nhiệt lời. Xin được cảm ơn ý kiến phát biểu đại diện cho gia đình họ nhà gái. Và kính thưa quý vị, vừa rồi thì quý vị chúng ta vừa được chứng kiến tình cảm mặn nồng của hai bên gia đình. Từ hôm nay hai gia đình chúng ta là một, hai dòng họ chúng ta là một, và thông qua cô dâu chú rể thì chúng ta kết chặt tình thông gia giữa hai gia đình và hai họ. Và kính thưa quý vị, một tập tục, một tập quán từ ngàn đời nay của ông cha ta để lại trong ngày cưới, tục lệ của người Công giáo không thể thiếu được, đó là phần chào họ. Và trước lúc đi vào phần chào họ, cho tôi được kính mời một vị, một bác, một anh nào đó của gia đình nhà Tai thay cho cô dâu chú rể sẽ lên sân khấu thay chào họ trong phần này. Xin được kính mời. Hôm nay ngày vui của hai em, có mong được sự nhất trí của hai họ, của họ Tai được xin phép và lời chào tới hai họ. Kính lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, sùng bán hạnh phúc lửa đối xung vầy. Kính chào hai họ về đây chung vui chèn được trong ngày thành hôn. Chào chào các ông các bà, cái cao bóng cả ấm mến mọi ngày. Hai con chào bốn mẹ thầy, công lao sinh dưỡng dựng xây cửa nhà. Chào chào các bác gần xa, là cây cột trụ mọi nhà ấm no. Chào chào chú mự dừa ngó, biển xanh sóng gió mặn mà tình quê. Chào chào cầu mự dưới trên, xa xôi chẳng quản về cho cháu quà. Em chào anh chị đôi bên, giúp em từng bước cuộc đời bên nhau.
Kính chào quý vị anh em xa gần cùng bạn bè nam nữ gần xa đã dành thời gian và Ngọc về đây chung vui ngày thành hôn của hai em. Có gì sai sót xin hai họ và anh nhân gia quyến lượng thứ có chân thiệt lời. Cảm ơn lời chào của anh hay cho cô dâu chú rể, chào tới ông bà nội ngoại hai bên, chào bố mẹ hai bên, chào bác, chào chú, chào dì, chào dượng, chào o, chào anh, chào chị và chào tất cả các bạn. Và kính thưa quý vị, nói gần nói xa thì chẳng qua nói thật, đó là lời chào của cô dâu chú rể. Thì lúc này đây thì cô dâu chú rể đã chào xong, xin kính mời những món quà dành cho cô dâu chú rể, xin kính mời gia đình nhà trai, ông bà nội ngoại của gia đình nhà trai, bố mẹ của chú rể, chú bác cụ gì của gia đình nhà trai, anh chị em nội tộc của nhà trai, chúng ta những ai có những món quà nào dành tặng cho cô dâu chú rể, chúng tôi xin trân trọng kính mời lên sân khấu lúc này đây. Xin mời, xin mời cô dâu chú rể hãy đứng lên để đón nhận những tình cảm đặc biệt này. Chào hai họ, kính chào tất cả các bạn thành viên xa gần về đây sum họp cùng gia đình, nói chung là cùng hai họ. Lời chào của hai con bây giờ đây, bố mẹ có nhớ cũng chẳng có gì, đi chào đến bố thì có nhớ bố cũng chẳng có, đi chào đến mẹ thì có nhớ mẹ cho là ba chị. Còn nhà thì coi như nói là của cha cũng là của con, như của con cũng là của cha, thì tạm thời như là con ở trên thì cha ở dưới, sau này mà coi như bố mẹ ra là của con, ngả tiêu là của con. Xin cảm ơn. Có những lời thực sự rất là mộc mạc, tình cảm của cha của mẹ dành cho con, không cho con thì cho. Và kính thưa quý vị, trên sân khấu lúc này đây là bố của chú rể, tình cảm mặn nồng, tình cảm sinh thành ra cô dâu chú rể rất là tuyệt vời, rất là rộng lớn. Cảm ơn bố mẹ rất nhiều. Và tình thương như thế này thì chắc chắn rằng và hai con sẽ mong muốn sẽ đón nhận được rất nhiều những tình cảm như thế này nữa. Cảm ơn rất nhiều. Vừa rồi thì tình cảm của bố mẹ của chú rể dành cho cô dâu chú rể. Tiếp theo đây cho tôi được kính mời các bác, các chú, các cầu, các mừng, các dì, các dượng, các cô, các anh, các chị, đại gia đình nhà trai. Xin kính mời các món quà lên sân khấu trao tặng cho cô dâu chú rể. Xin mời. Thưa toàn thể quý vị, trên sân khấu lúc này đó là sự sum nấm của đại gia đình nhà trai đang dành tặng những món quà đặc biệt ý nghĩa cho cô dâu và chú rể. Xin mời các anh các chị sang bên này một ít để người ghi lại hình ảnh ngày cưới hôm nay, đó là ảnh viện áo cưới phim trường Thanh Bình sẽ ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất trong đời của cô dâu chú rể, và đặc biệt là trong ngày cưới hôm nay. Rất là cảm ơn những món quà đặc biệt của ý nghĩa, đặc biệt ý nghĩa của đại gia đình nhà trai dành cho cô dâu chú rể. Cảm ơn các anh các chị rất nhiều. Và kính thưa quý vị, vừa rồi đó là những tấm lòng, những món quà đặc biệt ý nghĩa của đại gia đình nhà trai dành cho cô dâu chú rể. Và lúc này đây thì cô dâu chú rể đã có lời chào tới gia đình bên ngoài. Xin kính mời ông bà nội, ông bà ngoại của cô dâu, xin kính mời bố mẹ của cô dâu, xin kính mời các bác, các dượng, các cụ, các dì, các mừng, các chú, các anh, các chị của gia đình nhà gái lên sân khấu dành những món quà đặc biệt ý nghĩa cho cô dâu và chú rể. Xin trân trọng kính mời.
Và kính thưa quý vị, vừa rồi thì quý vị chúng ta vừa được chứng kiến tình cảm mặn nồng, tình cảm của những bậc làm cha làm mẹ dành tặng cho hai con. Và tiếp theo đây chắc chắn đây là cậu đúng không ạ? Cảm ơn cậu rất nhiều. Xin một tràng pháo tay thật lớn đi ạ. Cảm ơn cậu một lần nữa. Và xin được kính mời những món quà tiếp theo của đại gia đình nhà gái. Xin kính mời. Và kính thưa quý vị, có lẽ vì thời gian cũng có hạn, do vậy mà những món quà của đại gia đình nhà gái thì chắc chắn rằng ít phút nữa cô dâu chú rể sẽ đến tận từng bàn tiệc để đón nhận những tấm lòng của gia đình nhà gái. Và kính thưa quý vị, trên bàn tiệc của quý vị hiện nay thì với một ly rượu truyền thống đậm bản sắc dân tộc mà cô dâu chú rể đã trang trọng bày sẵn trên bàn tiệc. Và để cho tất cả mọi người chúng ta không phải chờ đợi thêm một giây phút nào nữa, lúc này đây, xin kính mời quý vị chúng ta hướng mắt về sân khấu. Và thay mặt cho câu lạc bộ Âm Thanh Ánh Sáng Tân Minh có những món quà đặc biệt ý nghĩa dành tặng cho cô dâu chú rể và dành tặng những đôi uyên ương tiếp theo đến với câu lạc bộ Tân Minh. Chúng tôi có rất nhiều những món quà đặc biệt ý nghĩa, đặc biệt nhân dịp mùa cưới 2016 hôm nay. Và kính thưa quý vị, trên tay tôi đó là một tấm séc của câu lạc bộ Âm Thanh Ánh Sáng Tân Minh có chữ ký và con dấu của công ty tổ chức sự kiện và lễ hội câu lạc bộ giải trí Tân Minh. Và tấm séc này trị giá bằng một món quà đặc biệt ý nghĩa, đó là một chỉ vàng 4 số 9. Xin mời quý vị chúng ta hãy hướng mắt về sân khấu để nhìn tấm séc đặc biệt ý nghĩa của câu lạc bộ Tân Minh dành cho cô dâu chú rể hôm nay. Và món quà này thì hai em có thể lên bất cứ lúc nào tại doanh nghiệp Vàng Bạc Phú Nhân Nghĩa. Hai em chỉ cầm tờ séc này đưa đến cho nhân viên hoặc bà Dung là chủ doanh nghiệp thì hai em sẽ nhận được một chỉ vàng 4 số 9. Đó là tình cảm của câu lạc bộ Tân Minh dành cũng như chúc phúc cho tình yêu và hạnh phúc của hai em được mãi mãi xanh tươi. Xin gửi tặng hai em món quà này. Xin quý vị một tràng pháo thật lớn nữa đấy. Cảm ơn trọng đại quý vị. Vâng, kính thưa quý vị, cũng cho tôi được thay mặt cho câu lạc bộ Tân Minh luôn luôn gửi lời cảm ơn và tri ân tới toàn thể quý vị đã luôn ủng hộ và đồng hành để cho câu lạc bộ Tân Minh chúng tôi ngày càng phát triển và bền mạnh hơn. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Và kính thưa quý vị, hiện nay thì tất cả mọi người chúng ta chờ đợi đã lâu rồi. Và để quý vị chúng ta không phải chờ lâu, ngay lúc này đây xin kính mời một vị đại diện cho hai dòng họ, hai gia đình lên sân khấu ta làm thủ tục của công giáo. Xin mời. Và xin mời một bác nào đại diện lên làm dấu để chúng ta tiến hành đi vào buổi liên hoan. Xin cảm ơn ban tổ chức và dành cho hội nội chúng tôi làm dấu để chúng ta dùng bữa trước. Xin chúng ta mong công làm dấu. Xin chào bà con và thành thần Amen. Lạy Đức Chúa Trời, xin Chúa làm phép lành cho chúng con và những quán bởi lòng rộng rãi Chúa ban cho chúng con chung với Đức Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin chào bà con và thành thần. Xin cảm ơn bạn tổ chức. Xin cảm ơn bác rất nhiều. Xin mời. Quý vị đang nghe ca khúc Ngài Hoa Nở Huyện Ca Na. Xin mời hai em hãy chung tay giọt rượu hồng nhé. Ngài chung vui với người vui, Ngài ban ơn thiêng nỗi tình người, Ngài thánh hoa đời lứa tình mãi nở.
dù đến cho rất là cảm ơn hai em cho đời hoa tiếng ca. Nhiều khi xem hoa nở chờ trăng lên nương tay vòng đón lời ru hai em à, hãy tay trong tay nhau đi ạ. Tay trong tay nhau đi ạ. Tay trong tay nhau đi ạ. Và kính thưa quý vị, đúng giây phút trọng đại và ngọt ngào của cô dâu và chú rể đã điểm, cho phép tôi được trân trọng chính thức tuyên bố chương trình đại lễ thành hôn của đôi bạn trẻ Đình Duy và Hoài Thu xin phép được bắt đầu. Cho duyên tình mãi nở hoa, nguyện xin Giêsu. Xin mời hai em ạ, hãy đến tận từng bàn tiệc và đến tận từng người để cảm ơn tình cảm của tất cả quý vị đã dành cho hai em trong buổi trưa này. Anh chưa từng nói sẽ yêu em trọn đời, anh chưa từng nghĩ anh làm được điều đó. Nhưng anh sẽ hứa, anh yêu em thật nhiều, yêu em không cần lý do. Em đã mang đến cho anh những bất ngờ, em đã mang đến cho anh niềm hạnh phúc. Em sẽ giữ mãi những phút giây ngọt ngào, sẽ giữ cho mình anh thôi. Xin em đừng có khi anh không ở bên, xin em đừng có khi đôi ta dần hờn. Đừng đưa nước mắt xua đi mọi niềm vui, hãy vui nụ cười của chân môi của em. Hãy cứ để anh quan tâm em ngày đêm, hãy cứ để anh sống với những màn trời. Vẫn nói một điều mình sâu trong lòng anh yêu em chỉ vậy thôi. Điều
Joy.